Herbalife Việt Nam vừa tổ chức chuỗi lễ tái ký kết hợp tác thực hiện chương trình Casa Herbalife trên toàn quốc. Thông qua chương trình này, Herbalife Việt Nam hỗ trợ tài chính để góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn hàng ngày cho hơn 2.000 trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đang được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi 10 đối tác Casa Herbalife tại Việt Nam. Tính đến tháng 9 năm 2024, chương trình đã hỗ trợ hơn 24 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Herbalife Việt Nam còn triển khai các sáng kiến như chương trình Ngôi sao nhỏ và Ngày dinh dưỡng để cung cấp các kiến thức bổ ích về dinh dưỡng lành mạnh và hình thành thói quen tập thể dục thường xuyên cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.